mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vào đời nhà Tống có một vị cư sĩ là Tô Đông Pha đã từng nghiên cứu ít nhiều về Phật Pháp, nhưng công phu thiền định thì còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của ông cũng đã khá khá. Có một hôm, nhân nguồn cảm hứng dào dạt, ông sáng tác 4 câu kệ như sau. Khế thủ, thiên trung thiên, hào quang, chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tự kim liên. Tạm dịch. Khấu đầu lạy Đức Phật, hào quang chiếu vũ trụ. Tạm gió lây chẳng động, sen vàng ngồi ngay ngắn. Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của thiền sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền phê 4 chữ. Đánh dấm, ngay trên tờ giấy có bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao lên ngùng ngục, ông giận dữ nói. Sao là cái chuyện này? Đây là bài kệ khai ngộ, bảo là đánh dấm nghĩa là gì? Nói rồi, ông đi qua sông kiếm thiền sư Phật Ấn để chẩm vấn. Chẳng về khi tới cổng chùa, thiền sư Phật Ấn đã đứng chờ sẵn, thấy ông đi tới thì cười lớn. Ồ, xin chào mừng đại học sĩ họ Tô, bạc phòng không lây chuyển, nhưng lại bị cái dấm đẩy qua sông tới đây. Xin chào mừng! Hai ông chính là bạn thân thường vui đùa với nhau. Tô Đông Pha đương lúc cơn giận càng hồng sắp sửa bùng nổ, nghe thiền sư nói mấy câu, xét lại thấy có lý, bèn nhận rằng công phu mình còn non nớt, nên hướng tới thiền sư lễ tạ. Kể từ đó, ông bỏ thói khẩu đầu thiền. Thiền là thực hành, chẳng phải nói suông, chỉ nói mà không làm được, đó là điều vô nghĩa. Ha ha ha, 问什么的说。